Mỗi bộ phim khi đến những tập cuối cùng đều khiến cho khán giả vô cùng mong đợi. Đa số khán giả hy vọng kết thúc mỗi bộ phim sẽ là hi hay còn gọi là happy ending. Nhưng cũng có những bộ phim đến cuối cùng lại là si, còn gọi là sad ending, khiến cho người xem không khỏi bồi hồi tiếc nuối. Hãy cùng với Tenezio chúng mình điểm lại những bộ phim cổ trang mang cái kết đoàn hậu này nhé. Vân Tịch Truyện 2018. Bộ phim xoay quanh cuộc đời Hàn Vân Tịch do Cúc Tịnh Y thủ vai, một cô gái tinh thông độc thuật, từ nhỏ đã mất mẹ, do có sẹo độc trên mặt nên luôn bị mọi người xa lánh. Trong một cơ duyên vì muốn tìm lại mẹ của mình, Vân Tịch nghe lệnh Thái Hậu và Hoàng đế gả vào phủ Tần Vương để dò thám tình hình. Vì tính cách hào hiệp trượng nghĩa, cô không những khiến cho thiếu chủ Cố Thất Thiếu mà cả Tần Vương đều động lòng, luôn ra tay giúp đỡ, bảo vệ mỗi khi Vân Tịch gặp nguy hiểm. Trải qua nhiều biến cố, Hàn Vân Tịch đã đáp lại tấm chân tình của Tần Vương Long Phi Dạ do Trương Chiết Hạn đóng, trợ giúp chàng phá giải các âm mưu của Hoàng thất Thiên Ninh Quốc, Bắc Lệ và Tây Khâu. Tuy nhiên, không nhẫn tâm nhìn Long Phi Dạ bị độc cổ dày vò, Vân Tịch đã hy sinh bản thân mình, dùng máu tim của mình để cứu sống Tần Vương. Sau bao khó khăn, cặp đôi tương thân tương ái cuối cùng lại bị chia lìa bởi cái chết, khiến khán giả không khỏi thương tiếc. Lan Gia Bảng 2015. Lan Gia Bảng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hải Yến, xoay quanh nhân vật Lâm Thù do Hồ Ca thủ vai, vốn là thiếu tướng của quân Xích Diễm. Nhưng vì kẻ gian hãm hại mà cha anh và cả đội quân bị kết tội mưu phản và tiêu diệt. Lâm Thù may mắn sống sót, sau này trở thành tông chủ của Giang Tả Hội, đổi tên thành Mai Trường Tô, xây dựng kế hoạch báo thù. Đồng thời, anh bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành vương quyền của các hoàng tử Đại Lương, nhưng lại chỉ có một lòng phò tá người huynh đệ thân thiết thuở nhỏ Tĩnh Vương, Tiêu Cảnh Diễm lên ngôi vua. Cũng tại đây, anh gặp lại vị hôn thê được hứa gả từ 12 năm trước, quận chúa Nghê Hoàng do Lưu Đào thể hiện. Cả hai tuy còn tình cảm với nhau nhưng vì đại nghiệp mà không thể ở cạnh nhau, chỉ có thể giữ chặt tình cảm trong tim. Khi đã hoàn thành mong ước ban đầu của mình, tưởng như Lâm Thù đã có thể hạnh phúc bên người yêu thương, nhưng chàng lại hy sinh ngoài chiến trường, để lại nỗi đau khôn cùng cho Nghê Hoàng. Hậu cung Chân Hoàn Truyện 2011. Được truyền thể từ tiểu thuyết nổi tiếng có tên Hậu cung Chân Huyền Truyện, lấy bối cảnh triều đại hoàng đế Ung Chính, Tô Lệ thủ vai Chân Hoàn, một thiếu nữ hiền lành lương thiện, vô tình lọt vào mắt xanh của Ung Chính đế trong kỳ tuyển tú vì có dung mạo giống hoàng hậu quá cố. Là người không màng danh lợi, ban đầu Châu Hoàn luôn đứng ngoài cuộc tranh giành của những phi tần trong cung. Nhưng khi cô được hoàng đế sủng hạnh, cũng là lúc cô không thể không bước chân vào cuộc chiến ấy. Sau những lần bị hãm hại bởi những thế lực trong hậu cung, hoàn cảnh buộc cô phải trở nên mạnh mẽ, từng bước học cách để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia tộc. Để rồi sau này bằng sự thông minh tài trí, cô trở thành phi tần quyền lực bậc nhất trong chốn hậu cung. Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó. Sau khi Ung Chính qua đời, Chân Hoàn trở thành Hoàng Thái Hậu, chấm dứt những năm tháng tranh giành, đấu đá. Nhưng cô cũng nhận ra những người cô yêu thương, trân trọng đều không còn nữa. Lệ Cơ Truyện 2017. Phim lấy bối cảnh thời chiến quốc loạn lạc, địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai Công Tôn Lệ, cháu gái đại tướng quân nước Vệ, cùng hai sư huynh Kinh Kha và Hàn Thân gặp biến cố phải rời bỏ quê hương đi sang nước Tần. Doanh Chính do Lưu Bân Bân đóng đăng cơ Tần Vương, vô tình gặp gỡ nàng từ thời thơ bé nhớ nhung một đời không quên, nhưng nàng lại đem lòng yêu Kinh Kha, vị sư huynh thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vì muốn cứu Kinh Kha đã trúng kịch độc, Lệ Cơ bất đắc dĩ nhập cung làm phi tần của Tần Vương. Doanh Chính vì yêu nàng nên chấp nhận hết mọi thứ, chỉ mong một đời được bên cạnh nàng.
Hậu cung tranh đấu khốc liệt, bằng trí thông minh bản lĩnh, nàng áp chế tất cả và cũng nhận ra dưới vỏ bọc lãnh đạm của Doanh Chính là sự ấm áp chân thành. Tuy vậy, cho đến cuối cùng, Doanh Chính đã giết Kinh Kha, Lệ Cơ lại chính là người cầm tay Doanh Chính tự đâm mình để cho chàng phải sống trong nỗi mất mát người thương yêu nhất cùng sự ân hận tột cùng suốt phần đời còn lại. Giờ Kiều Truyện 2017. Phim lấy bối cảnh thời Nam Bắc Triều loạn lạc, hỗn chiến liên miên, thiếu nữ nô bộc Sở Kiều do Triệu Lệ Dĩnh hóa thân bị đưa tới Trường San cho các vương công quý tộc chơi gian người. May mắn được Yến Tuân Thế Tử do Đậu Kiều thể hiện cứu giúp, sau đó lại bị ép vào phủ Vũ Văn Gia, một môn phiệt khuynh đảo triều thế làm nô tỳ. Nhận được sự chú ý của công tử Vũ Văn Nguyệt do Lâm Canh Tân thể hiện vì sự thông minh nhanh nhẹn, bản lĩnh hơn người, cùng tính cách ngoan cường không chịu khuất phục. Tranh đấu giữa các môn phiệt làm Yến Tuân nước mất nhà tan. Sở Kiều luôn hết mình ở bên cạnh ủng hộ, nhưng giờ đây Yến Tuân đã là con người khác lạnh lùng, tàn độc vô tình. Yến Tuân lợi dụng Sở Kiều để giết Nguyệt. Cho đến lúc này nàng mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Vũ Văn Nguyệt. Mặc cho chàng bảo mình hãy đi đi, nàng vẫn quyết định ở lại. Khoảnh khắc Vũ Văn Nguyệt đã rơi xuống hồ băng, Sở Kiều ngay lập tức lao theo không chút do dự. Hậu cung như ý truyện 2018. Phim lấy bối cảnh thời Càn Long Đế, mở đầu là mối tình thanh mai trúc mã đẹp đẽ giữa hoàng tử Ái Tân Giáp La Hoàng Lịch và Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh do Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn đóng. Mặc dù mùa lòng với Thanh Anh, nhưng Hoàng Lịch khó có thể làm trái chiếu chỉ phong Thanh Anh làm Phúc Tấn thay vì chính thất. Sau khi Hoàng Lịch lên ngôi đổi thành Càn Long Đế, Như Ý được phong làm Nhàn Phi, mặc cho những âm mưu thủ đoạn để tranh sủng, củng cố quyền lực trong triều đình, cũng như địa vị trong hậu cung giữa các phi tần. Nàng chọn sống một cuộc sống an nhàn, không tranh đấu nhưng cũng không thoát khỏi những vấy bẩn thị phi. Sau tất cả, bằng sự bản lĩnh kiên cường, thông minh, biết tiến biết lùi, Như Ý trở thành kế hoàng hậu. Nhưng Càn Long sau bao năm đã trở thành một người khác độc đoán, đa nghi, tình cảm phu thê cũng ngập trong khúc mắc và hiểu lầm. Sau cùng nàng ra đi khiến cho Hoàng Lịch sống trong day dứt tội lỗi suốt phần đời còn lại. Khuynh Thế Hoàng Phi 2011. Bộ phim lấy bối cảnh thời Ngũ Đại Thập Quốc, nói về cuộc đời thăng trầm của cô công chúa Sở Quốc Mã Phước Nhã và mối tình tay ba giữa cô với hai vị hoàng tử Thục Quốc Mạnh Kỳ Hữu và hoàng đế Bắc Hán Lưu Liên Thành. Mã Phước Nhã do Lâm Tâm Như đóng vô tình gặp gỡ rồi kết giao bằng hữu với thái tử Lưu Liên Thành do Hoắc Kiến Hoa thủ vai, khiến cho nhớ nhung một đời. Hoàng thúc của cô cấu kết tạo phản, từ đó cô mang trong mình hận nước thù nhà, tìm mọi cách để phục hưng Sở Quốc. Đại hoàng tử Thục Quốc Mạnh Kỳ Hữu ra tay giúp đỡ nhưng lại âm thầm lợi dụng cô để đoạt lại ngôi vị thái tử. Song trong lúc Phước Nhã cần sự ấm áp, che chở, Kỳ Hữu đã ở bên và hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng cho đến cùng, chỉ tội thay cho Phước Nhã, hai chàng trai yêu nàng say đắm lần lượt từng người vì bảo vệ nàng mà mất mạng khiến cho người xem không khỏi rơi nước mắt. Hoa Thiên Cốt 2015. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của nhà văn Fred Quả Quả, xoay quanh mối tình sư đồ ngược tâm giữa Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh đóng, cô gái hiền lành, sinh ra đã màn dị hương, thu hút yêu ma và tôn thượng của núi Trường Lưu, Bạch Tử Họa, có vẻ ngoài lạnh lùng, tôn nghiêm nhưng lại có một trái tim dịu dàng, ấm áp và đầy lòng cao thượng. Dẫu biết Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của mình vẫn không trốn tránh, lại còn nhận nàng làm đồ đệ. Suốt cả đời không phụ lục giới, không phụ chúng sinh, không phụ Trường Lưu, chỉ phụ người mình yêu và phụ chính bản thân mình. Bạch Tử Họa cả đời thanh cao quyết không thừa nhận tình yêu với nàng. Thiên Cốt tạo ra ảo cảnh khiến sư phụ tự tay một kiếm đâm chết nàng, rồi cũng tự kết liễu vì quá đau lòng. Nhưng sau khi chết, nàng lại dùng nguyên thần của mình để cứu sống Bạch Tử Họa và nguyền rủa chàng đời này kiếp này. Bất lão, bất tử, bất thường, bất diệt, khiến cả đời chàng phải sống trong ân hận và cô độc. Đông Cung 2019.
Đồng Cung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn do bộ đôi Trần Tinh Húc, Bành Tiểu Nhiễm đóng. Trong quá khứ, Lý Thừa Ngân giả dạng chàng thư sinh buôn chè Cố Tiểu Ngũ đến từ Trung Nguyên, tiếp cận Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm đảm nhiệm. Sẵn sàng giết vua sói mắt trắng, bắt trăm con đom đóm đã chiếm được trái tim nàng. Nào đâu bi kịch xảy đến với nàng, nước mất nhà tan trong chính ngày cưới của mình, hơn nữa mà là vì người nàng yêu nhất. Đau đớn tuyệt vọng khôn cùng, nàng nhảy xuống sông Quyền. Lý Thừa Ngân cũng nhảy theo nàng, rồi định mệnh lại cho hai người gặp lại một lần nữa dưới thân phận khác. Chàng là ngũ hoàng tử Lễ Triều Lý Thừa Ngân, nàng là thái tử phi được gả đến Lễ Triều. Trải qua nhiều biến cố, họ lại yêu nhau mà không hay biết. Tiểu Phong nhớ ra tất cả, ân hận xăng xé. Khoảnh khắc Thừa Ngân nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ, cũng là lúc anh phải chứng kiến Tiểu Phong chết ngay trước mặt mình, thậm chí chết vì mình. Bộ Kinh Tâm 2011. Bộ Kinh Tâm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Trong phim, Lưu Thi Thi hóa thân vào Trương Hiểu vì một tai nạn giao thông, cô vô tình xuyên không về thời vua Khang Hy sống, dưới thân phận Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Nhược Hy bằng trí sự thông minh, tài trí của mình đã khiến cho các vị A-ca bị thu hút. Ban đầu nàng dành tình cảm cho Bát A-ca, nhưng do đến cuối cùng mới nhận ra người nàng yêu sâu đậm là Tứ A-ca, sau này là Ung Chính Đế. Tưởng chừng nàng sẽ hạnh phúc với tình yêu ấy, nào ngờ những mưu kế tranh đoạt quyền lực khiến nàng bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu ấy, tình cảm với Tứ A-ca cũng ngập trong khúc mắc hiểu lầm. Sau cùng nàng được gả cho thập tứ A-ca, nhưng không bao lâu sau lại qua đời trong tâm trạng giằng xé đau thương. Cho đến những giây phút cuối đời, nàng cũng vẫn không gặp được người nàng yêu nhất. Đó cũng là thời điểm Nhược Hy quay lại thực tại, tỉnh lại sau hôn mê từ vụ tai nạn trước đó. Nếu bạn yêu thích những bộ phim có cái kết ngược đến đau lòng thì đừng bỏ qua những bộ phim này nhé. Đồng thời cũng đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Ten Asia nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ tiếp theo. Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện.